Hello tất cả mọi người nha, mình là Bushiki đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là ba ông mật và hai tiên phong nha. Và đang đi chung với Galio nè, Cockmore, Zid 1 sao, tướng tăng cơ chính cũng như là tướng đem chính hiện tại của mình đang có. Đó chính là con Blitz này, tướng 1 tiền 2 sao và đang cầm hai cái trang bị lớn nha mọi người. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự cũng đang khá là cao luôn á. Khi mà đang còn tới tận là 91 máu luôn á nha, ở round 2 chấm nha. Nhưng mà với một cái chuỗi thua hai trận liên tục rồi nha mọi người. Tại vì đầu game á là mình cũng đang được một cái chuỗi thắng 3 trận, nhưng mà hai cái trận sau anh em ơi, nói chung là cũng thua có mấy con à, chấp nhận được ha. Ok, có Viga luôn nè, ảo mai Skula thế nhờ. Tại vì đầu game á, ngay từ round 2.1 là mình cũng đang có được một cái loại tướng Blitz Grand Carry nha mọi người ơi, điện cao thế nha. Giật xét là bao đầu luôn á trời. Ú, dít 2 sao, ngon lành luôn anh em. Mình đang muốn roll kiếm Blitz 3 sao ở tầm level 4 nha, với một cái tỷ lệ roll tướng 1 tiền tới tận là 55% luôn nha mọi người. Nó siêu nhiều luôn á chứ. Có nghĩa là mọi người roll một phát là gần như sẽ có tướng 1 tiền ở trong cửa hàng luôn á, nhưng mà cái con đó có phải là Blitz Grand hay không thì hơi xui. Ông này là một cái firm bài liên hoàn hả? Thắng được anh em ơi. Đừng có thua nha, tại vì tướng 1 tiền carry lúc đầu game á nó mạnh nhất ở tầm này à. Càng về cuối game á nó sẽ càng hơi đuối nha. Ok, thắng được. 49 trên 50 tiền anh em ơi, cay chưa? Mà Blitz chắc chắn là không bán được rồi, mà Viga như thế này bán thì cũng hơi phí anh em ơi. Ui, ông top 1 kia vẫn đang là 100 máu, đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào. Ô, xét cao thế à? Cái này ngon anh em ơi. Nhận một nỗi xét nha, và tăng thêm 3 ô bán kính tác dụng, và gây thêm tới tận là 25% sát thương à. Để mình roll thử hai cái đầu anh em ơi, nếu mà không có ngon thì mình chọn luôn á. Rồi, lấy luôn anh em. Mọi người đừng quên nha, cái con Blitz Grand này á, khi nó đã có được một cái loại tướng carry rồi thì giật xét gần như luôn á, là liên tục. Khi mà cứ sau 4 giây á lại giật xét lần nè, cứ sau khi mà xài kỹ năng anh em ơi, giật xét thêm một cái lần nữa nha. Còn đây á là một cái lõi thật sự là nỏ xét Super VIP Pro Max luôn anh em ơi. Cái ô mà tác dụng á cộng thêm 3 ô nha, và gây thêm được một cái lượng sát thương á là 25% nha mọi người. Trời ơi, siêu giật xét luôn. Cái nỏ xét này á đúng như với cái tên gọi của nó, giật xét nha mọi người. Và con Blitz Grand này đòn điện giật nữa thì thôi chứ, nó giật double luôn, nó giật triple luôn á mọi người ơi. Ui ôi, cái con Ash kìa anh em ơi, nhìn kìa. Ôi. Này chịu gì nó anh em. Mọi người đừng quên những cái nỗi xét này á, là sau khi mà tên bạn sử dụng kỹ năng mà trong cái vòng bán kính đó thì nó sẽ gây một cái lượng sát thương phép nha mọi người. Còn đây á là xét cao thế được cộng thêm 3 ô tác dụng nữa. Có nghĩa là con Blitz này chỉ cần đứng ở tầm ở giữa màn hình thôi, ở giữa màn hình nha mọi người, thì dù team bạn có đứng ở góc cuối á, đứng ở cái ô thứ 4 luôn á, thì giật xét nó vẫn trúng nha. Thế nó mới ảo đấy chứ. Chơi thử luôn anh em ơi, cũng khá là hay ho chứ bộ. Mình đang muốn roll kiếm nốt con Blitz này 3 sao nha, đang có sẵn 7 con luôn rồi nè. Lên luôn đi bạn ơi, trốn chi nữa, come on. 3 sao nào, tướng 1 tiền lên 3 sao rất là dễ luôn anh em, nhưng mà nhân phẩm thì tới đâu thì chưa biết thôi. Vãi, roll tướng 1 tiền ở level 5 mà toàn ra tướng 3 tiền với là tướng 2 tiền không như này, lũng á. Ông này là một cái firm bài kỳ quái nha. Mọi người nhìn này, giật xét nè, giật nè, giật nè. Đúng rồi, xài kỹ năng càng nhiều giật càng nhiều anh em ơi. Có giật kìa. Có Cinderella nè mọi người ơi, nhìn nè, nhìn nè. Cinderella với lại là Ash tự xài kỹ năng nó tự chết luôn mà. Hơn 5 cái đam nha mọi người ơi. Đây thật sự là một cái lượng sát thương kinh khủng luôn á, đối với một cái vị tướng 1 tiền mà mới có 2 sao à. Và mọi người đừng quên nha, cái nỗi xét này á là nó cộng dồn được cái lượng sát thương nha. Ví dụ như một cái nỗi xét đi, mình ví dụ thôi nha mọi người, là gây được 200 sát thương thì ít 3 nỗi xét á là 600 sát thương khi mà tên bạn xài một cái lần kỹ năng. Anh em cứ tưởng tượng đi, một cái lần xài kỹ năng mà mất gần 1000 máu. Cái này là còn chưa tính đến cái việc á mà con Blitz cứ sau 4 giây được giật điện một lần, cứ sau mỗi lần mà cái xài kỹ năng anh em ơi giật điện thêm một lần nữa, thì đây chính là cái combo ác quỷ luôn á, siêu giật điện anh em à. Nhưng mình cần phải có Blitz 3, cần phải là Blitz 3 Blee. Ui, 8 con rồi, một con cuối anh em ơi.
Đấy rồi. Và đó là Blick Rang 3 sao anh em ơi, let's go. Cái thì vàng này á, mình có thể lắp được cái ống ong mật đó anh em. Nhưng mà cái ống ong mật hiện tại nó đang rất là yếu luôn. Nếu như mọi người có được hai cấn ong mật á thì ok, chứ nếu như mọi người chỉ có đúng một cấn ong mật thôi á thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Nó hơi yếu nha. Ui, mình cũng là giật điện, ông này á cũng là giật điện anh em ơi. Liệu ai sẽ là người thắng đây? Chỗ tên bạn kìa. Anh em cứ nhìn đi, tự xài kỹ năng tự chết luôn anh em ơi. Tính ra là cái dàn đam của mình, cái dàn tăng của mình á, nó còn chưa lết xuống được cái hàng thứ 4, thứ 3 nữa. Mà mấy con tướng carry á, nó tự sàn hổ tự chết luôn anh em. Hà thật sự mà. Ui dồi, Galio mới có run chiêu chiêu có vài cái là 6 con rồi. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người nhiều á. Tất cả bình luận của anh em, từ bình luận khen, chê, góp ý hoặc là đưa ra ý tưởng á thì mình đều đọc được hết cả nha mọi người. Nên anh em cứ thoải mái ha. Ui, ông top 1 kêu 100 máu à. Gặp thử đây. Gặp thử luôn anh em ơi. Để xem ai thử là người chiến thắng đây. Ui, không gặp rồi à. Gặp cái ông này một cái form bài liên hoàn can trường tướng 2 sao khá là nhiều đồ đẹp đấy chưa. Nhưng mà Blitz. Tính ra Blitz nó không có cần làm gì luôn anh em ơi. Nó chỉ cần làm một cái việc đơn giản á, là đứng ở giữa cái sàn đấu, xong rồi chờ tên bạn xài kỹ năng thôi mọi người. Mọi người đừng quên những cái nỏ xét này á, nó cũng là một cái trang bị tăng thêm được một cái lượng phép rất là cao luôn á. Mà đây là còn 3 cái nữa, chip bộ lên luôn ấy chưa anh em. Và mọi người đừng quên nha, cái lượng sát thương nè, cũng như á là cái lượng dép của con Blitz này được buff á, nó sẽ phụ thuộc vào tổng số phép nha. Phép càng cao, giật điện càng đau. Phép càng cao á là sau mỗi lần mà nó xài kỹ năng, nó sẽ tạo ra được một cái lượng giáp càng lớn nha mọi người. Hồi bữa mình nhớ không nhầm á thì mình cũng đã làm được một cái video và con Blitz Krang này carry đi chung với một cái lõi tướng carry của nó rồi anh em ơi. Và kết hợp đi chung á với 9 pháp sư nha. Thật sự là một cái trận đấu siêu phẩm luôn á chưa. Nếu như mọi người muốn xem thêm về những cái video meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày, cũng như á là về mấy cái thử thách ý tưởng và đồ dị á, thì anh em mới đừng quên lên kênh Biosegi nha. Anh em kéo xuống dưới là thấy à, nói chung là cực kỳ nhiều video luôn á. Tại vì mình đăng là mỗi ngày ha anh em ơi. Rồi, lắp luôn chắc chắn đói xe là một cấn ong mật rồi anh em ơi. 5 ong mật, 3 tiên phong. Chỉ cần tiếp tục tích tiền lại level, kẹp thêm tiên phong nè, kẹp thêm pháp sư nè, hoặc là mấy cái vị tướng khác á, là đội hình của mình nó càng ngày nó càng mạnh thôi. Gặp cái ông này chưa gặp được công top 1 anh em ơi. Ông này là một cái phơm bà 5 kỳ quái, có luôn Nami ở level 6 à, khá là may mắn nha. Nhưng mà Nami hả, Nami hả, Ast hả, tự xài kỹ năng tự chết đi bạn ơi. Tuyệt vời. Đội hình của mình nó còn chưa kịp càng xuống nữa anh em, carry tự nhiên chết hết rồi. Một cái lõ này đếp máu, ok phết nhờ. Rồi để cùng thử xem cái loại thứ ba nào. Loại vàng ha. Hàng chờ đấu đôi, lưỡi kiếm uy lực và ngân sách cân bằng. Run thử luôn anh em ơi. Nhà sưu tầm trang bị kho đồ hỗ trợ, lấy thử luôn nha. Và đó sẽ là, oh my god, không có cái trang bị phép rồi anh em ơi. Hơi buồn nha. Tại vì đây là được chọn một trong bốn cái trang bị hỗ trợ. Nếu mà ra được cái trang bị mà cốc sức mạnh thì thôi. Ok phớt đấy. Không sao, lấy thêm một cái thông đạo nha. Đội hình của mình nó càng cái châu châu một tí câu giờ thôi. Cho tôi gặp thử công top 1 đi, để xem ổng mạnh cỡ nào với một cái phơm bà liên hoàn như thế kia. Đội hình 2 sao nói chung là cũng nhiều đấy. Mình mà thua thì thôi anh em ơi. Còn mình mà thắng là mình sẽ dứt được cái chuỗi thắng của ông đó và kéo dài chuỗi thắng của mình. Gặp bạn ảo ha. Bạn ảo của ai vậy ta? Không phải làm top 1 anh em ơi. Cố lên, cố lên Blitz, xài kỹ năng, giật tên bạn xài. Tên bạn tự xài tự chết. Nhìn kìa, hài luôn. Ui ôi, giật đâu giờ. April xài kỹ năng nè. Mình đang muốn kiếm thêm thật sự là nhiều gậy cũng như là kháng phép thêm anh em ơi, để làm chi. Lắp thật nhiều nỏ xét là càng tốt.
Tại vì cái lõi mà điện cao thế á, lộn lộn, xét cao thế chứ, nó sẽ tác dụng cho tất cả các trang bị nỏ xét anh em ơi. Có nghĩa là chỉ cần đồ hình của mình nó có nhiều nỏ xét thôi á, thì thật sự là nhức nách luôn á nha. Cái lõi thứ ba hơi xui chứ, nếu mà cái lõi thứ ba nó cho tôi được một cái trang bị Pandora, tôi hứa với mọi người luôn là tôi sẽ vẽ hết tất cả trang bị của mình đang có thành cái trang bị nỏ xét luôn, giật cho anh phê. 6 kỳ quái, sắp lên được một cái phơm bài 7 kỳ quái rồi. Ông top 1 vẫn đang, à, ông có được cái con Sen 3 sao, cũng như là được thêm cái con Wukong, cái lõi tướng Kari anh em ơi, hèn chi. Ông này thì sao? Giật nó, mà phải hút vợ. Nói chung là cũng trâu á, cũng trâu á. Xài kỹ năng lên dép nè. Giật tiếp, giật tiếp, giật tiếp. Xài kỹ năng lên dép nè. Giật tiếp, giật tiếp, giật tiếp anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi, mọi người thấy cái con Blitz nào carry mà gần 10 cái đam chưa? Gần 10 cái đam anh em. Rồi, công top 1 hình như là gặp bạn ảo hay là gặp bạn thật của ai á, cuối cùng cũng thua một cái trận đầu tiên rồi mọi người ơi. Đi chợ tướng 5 tiền là Serat với lại là Nora. Mình đây rất là cần gậy cũng như là kháng phép, có càng nhiều là càng tốt thôi. Kata cầm gậy anh em ơi, bú vội bú vội bú vội. Nice. Từ đây đến cuối game thì tỷ lệ cao nhất là mình sẽ được thêm một cái nỏ xét nữa, tại vì còn ra đánh quái 4.7 nha mọi người. Mình được thêm ít nhất là tầm 2-3 cái mảnh trang bị nhỏ nữa, và trong đó có một cái mảnh trang bị nhỏ mà mình được chọn nha. Nên là ít nhất là mình sẽ được thêm một cái nỏ xét nữa. Cái đó là còn chưa tính tới việc mà đi chợ rau 5 chấm, đi chợ rau 6 chấm hoặc là đánh quái rau 5-6 chấm anh em ơi. Thì nó sẽ cho mình ít nhất là thêm được 3-4 cái trang bị lớn nữa, thì có thể có được thêm một cái nỏ xét nha. Hên xui à. Ok, tiếp tục gặp công này, có phơm bài liên hoàn can trường nha. Hồi nãy mới gặp xong ta, gặp tiếp hả? À vậy, ui ôi, ask kìa em ơi, nhìn chán chưa, như nè, như nè, như nè. Cassidy à, tự xài kỹ năng, tự giật, tự chết luôn rồi em ơi, nó hài. Hồi bữa giờ thì mình cũng đọc bình luận của mọi người á, và thấy anh em cũng đưa ra cho mình một yêu cầu thật sự là rất là khó luôn á. Nhưng mà mình vẫn đang săn thử nha. Đó chính là xoay bài từ tướng 1 tiền lên tướng 5 tiền 3 sao luôn anh em ơi. Nhưng mà cái đó thật sự là không phải muốn là được, mà cái đó cần phải rất là nhiều nhân phẩm luôn. Anh em cần phải có một cái vị tướng 1 tiền 3 sao trước, đúng không? Sau mọi anh em kiếm một cái bùa chú biến từ tướng 1 tiền lên tướng 2 tiền 3 sao, xong rồi tiếp tục từ tướng 2 tiền 3 sao lên tướng 3 tiền 3 sao nha. Nhưng mà mọi người đừng quên nha, ở trong đấu trường chân lý mùa 12 này á, nó chỉ có từ 1 lên 2, từ 2 lên 3 và từ 4 lên 5 thôi. Không có cái bùa chú mà biến từ tướng 3 tiền lên tướng 4 tiền 3 sao nha mọi người. Tại vì đó sẽ là một cái lỗi game cực kỳ lớn luôn nếu như mà Riot đưa vào nha. Nên Riot quyết định đúng đắn anh em ơi, không có. Nhưng mà anh em nếu mà muốn săn á, thì vẫn có một cái cơ hội khác, đó chính là một cái xoay bài tự động bằng lõi ha. Nhưng mà để mà ra được đủ điều kiện, đủ combo đó ở trong cùng một cái trận đấu á, thật sự là phải là cả ngàn trận mới có một trận anh em ơi. Xoay bài từ tướng 1 tiền lên tướng 5 tiền luôn á. Xong rồi sau khi mọi người xoay từ tướng 3 tiền lên tướng 4 tiền 3 sao bằng cái lõi xoay bài kia, anh em sẽ tiếp tục săn cái bùi chú từ tướng 4 tiền lên tướng 5 tiền nha. Nói chung là nghe nó cũng hơi bị rắc rối phức tạp và cũng hơi bị kỳ công á, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình săn thử anh em. Tại vì cái đó là tùy duyên thôi. Cực kỳ hên, hoặc là trận này nó phải tự ra hết tất cả luôn á thì mới ok được. Chứ mà muốn săn nghe cũng nhức cái nách luôn á anh em ơi. Ok, mình đang rất là cần thêm kháng phép cũng như là gậy nha. Càng như là càng tốt anh em ơi. Đại lưng à. Castobia. Thêm một chút tiền nữa. Đây à, có thêm một cái nỏ xét nữa anh em. Nhưng mà có một cái nữa à. Hơi tiếc. 4 cái à. Một cái xài tạm thôi. Ui, tính ra là mình cũng giàu à. Hơn 100 tiền luôn nè. Lên thẳng level 8 luôn anh em ơi. Giàu điên.
cái này là mình cần phải có thêm được một cái thị vàng, hoặc là đi chợ rau 5 chấm mà phải có thêm được một cái ong mật nữa, thì mình kích luôn được một cái phơm bài 7 ong mật thì nó là ok. Cái đó là lý do tại vì sao á, cái ấn ong mật hiện tại nó đang rất là yếu luôn và gần như là không ai sử dụng cả. Tại vì mọi người kích mốc 7 á, phải cần 2 cấn. Mà có một cái ấn á, thì mọi người bỏ tướng vào nó cũng ok rồi chứ đâu cần phải cấn đâu anh em. Nó kiểu kiểu vậy á. Nó cũng hơi cấn anh em nha. Ủa tiền quá trời luôn. Đã. Mà lấy cái bùa chú kia anh em. Ủa từ lúc có cái quả blitz này thêm được cái quả lõi điện cao thế giật giật các kiểu chưa thua. Galio sắp 3 luôn rồi nha. Có một cái đập đồ tách đồ nè. Nunu nữa nè. Ra nhiều phết nhờ. Vigen nữa nè anh em ơi. Nếu mà roll được cái form vào này full 3 thì chắc là bất bại luôn quá. Tiếp tục là Galio. Có cả cốc Mo luôn hả? Mo là cái sờ luôn anh em ơi. Nuôi hết. Tại vì cốc Mo sắp 3 rồi. Cốc Mo 8 con rồi. Galio 8 con rồi anh em ơi. Vãi trưởng. Sen 3 sao. Akali 3 sao. Tàu Wix 3 sao các kiểu. Gỡ vì sao. Blitz. Ui ôi. Nại sư. Làm gì là quá đẹp rồi. Chống chịu tầm 15 giây là quá ok rồi. Trong 15 giây đó là team bạn đã xài biết bao nhiêu cái lần kỹ năng rồi. Galio 8 con rồi nha mọi người. Nó cũng đang cầm một cái nỏ xét á. Nó đúng là cái quả combo Blitz lõi tướng Gary. Còn đi chung có lõi xét cao thế đi giật ác thiệt. Có Warwick rồi anh em ơi. Có Warwick này xong rồi thêm Tanken nè. Và đó chắc chắn sẽ là một cái phơm bài 6 tiên phong rồi đó. Nhưng mà còn phải lên level 9 cơ. Còn phải lên level 9 anh em ơi thì mới đủ được. 6 tiên phong nó trâu thì anh em đừng hỏi luôn. Nó trâu anh em đừng hỏi luôn. Level 9 kẹp thêm cái quả Warwick này vào nữa thì xong. Hôm nay level 8 hơn 50 tiền. Giàu ác. Với một cái phơm bài pháo thủ tiên phong. Đi chung với thông đạo. Cái phơm bài chủ meta luôn á mọi người ơi. Vậy đấy. Cổ lên. Cái con blitz của mình nó bay màu nhanh quá mọi người ơi. Nhưng mà cũng gây được một cái lượng sát thương hơn 6 cái đam chứ bộ. Và đó chắc chắn sẽ là một cái chủ thắng. Chủ thắng không? Cố lên. Ê. Ui xồi ôi. Toàn mà thương binh liệt sĩ không anh em ơi. Toàn đầu máu không mà còn được một chấm máu luôn mà. Hên. Ok đi chợ rau 5 chấm không có ấn anh em ơi. Cũng như là không có một cái thì vàng. Không có một cái ấn ông mật nào. Mất tướng 5 tiền rồi. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy đi chợ rau 5 chấm mà để cho ba cái mũ thích nghi luôn á. Ô, cốc mò tự ba phải lên thôi. Nó lên vào 9 luôn anh em nha. Đây, kẹp thêm cái con quýt này vào nữa. 6 tiên phong. Wow, nhức nách luôn. Mình bỏ dần tăng lên lại anh em nha. Tại vì hồi nãy mình thấy á, là để cái con blitz này cầm ba cái nỏ xét á. Nó bị sốc đam chắc là chưa tới 5 giây mọi người ơi. Nó cút nhanh quá. Tại vì cái nỏ xét này nó không có tăng thêm máu. Nó không có tăng thêm giáp. Nó không có tăng thêm cái khả năng chống chịu quá nhiều anh em ơi. Nên rất là giấy nha. Nên thôi không có chơi theo kiểu thôi. Hồi nãy giờ được nữa anh em ơi. Phải bỏ dần tăng lên rồi. Gặp bạn ngạo có ông này mình thắng được á. Thắng được á. Nice easy game luôn anh. Và nếu như mọi người chưa biết á, bây giờ chỉ với vài cành thôi thì anh em đã có thể sở hữu được những cái con bét tím mới rất là xịn sò con bò luôn á. Như là con Zed tử thần không gian nè, con Mid Fortune thỏa chi huy, hoặc là con bét tím mới vừa mới được cập nhật sáng ngày hôm nay luôn anh em ơi. Đó chính là con Blitz Grunt, mở bên nhau bạn nhé. Còn nếu như mọi người hơn nữa nha thì có thể có được luôn cái con Gwen hàng hiệu nha, với cái mức giá vài cành anh em ơi. Tại vì sao? Mình đang có sẵn luôn là nick có luôn 500 kỷ vật nha, có vài cành nè, để cho mọi người săn mấy cái con bé tím mới đó nha. Nhưng mà cái quan trọng là cực kỳ rẻ, cũng như là anh em có thể thỏa sức đam mê săn bé tím của mình. Và nếu như mọi người muốn thử một chút á, thì mình có để cái Facebook, cái phở bò của mình ở phía dưới cái phần mô tả nha. Anh em cứ kéo xuống dưới, nhắn tin qua cho mình sẽ cố gắng mình tư vấn cho mọi người một cách sớm nhất có thể luôn á nha.
cái 500 kỷ vật đó thì nếu như mọi người nạp bình thường vào á, phải là 200 cành, 200 cành mới có được 500 kỷ vật. Còn bây giờ mọi người chỉ có vài cành à. Anh em thích thì quất về săn thôi. Còn nếu như anh em nào mà không có tự tin về nhân phẩm của anh em á, thì anh em đừng lo, bọn mình có luôn là nick có bét tím sẵn nha, cho mọi người quất phát về chơi luôn. Và đây là mức giá sinh viên nha, ai cũng mua được cả, rất là rẻ anh em ơi. Như là con giết tử thần không gian nè. Còn nếu như mọi người mà muốn có combo xịn hơn á, thì giết tử thần không gian kết hợp đi chung với chiến lực riêng luôn anh em ơi. Bao đẹp bao ngầu. Commit Fortune, Thợ Chỉ Huy, Fru Học Viện, Cái Xe Long Nữ. Hoặc nếu như mọi người muốn mấy cái nick mà nó có viết bờ rồ hơn nữa, thì đó là Gwen Hằng Hiệu, hoặc là kể Yasuo Hằng Hiệu luôn á nha. Anh em hãy cứ nhắn tin qua Facebook cho mình, kéo xuống dưới các phần mô tả nha mọi người. Rồi ok luôn anh em ơi, đánh quá nói chung là cũng được thêm một cái trang bị lớn á, nhưng mà không được thêm cái nỏ xét. Hơi buồn, hơi buồn. Ông này đang roll kiếm Fru cũng như là Hawaii 3 sao và Chitina 3 anh em ơi. Anh em nhìn cái quả Blitz kìa, nó chạy tới đâu rồi, giật điện tới đó luôn mà. Người điện anh em ơi, người ta là người nhện, người cá, người cát. Còn đây á, mình là người điện. Ông top 3 này gặp bạn ảo đi luôn rồi. Ô, vậy là trận sau, mình thắng là trận cuối luôn nè anh em. Nhanh ác hơn. Rồi, đập đồ không được một cái nỏ xét nào anh em. Buồn thế. Nhưng mà đúng cái trận này chơi vui thật sự luôn á. Anh em nào mà có được cái quả combo lõ này thì hãy nên thử nha. Blitz lõ tướng carry đi chung với một cái lõi vàng khác là xét cao thế, giật ác luôn á. Lâu lâu làm mấy cái quả content này chơi vui vẻ nè ơi. Bốn pháo thủ tiên phong thông đạo, phơm bài meta rất là chuẩn, nhưng mà đồ không chuẩn cũng như là đồ hình tướng bay tiền carry chưa có được 3 sao. Cho nên chỉ mà được 3 sao là rất là mạnh đó nha. Trời ơi, đi tới đâu giật tới đó anh em ơi. Galio 3 sao nó châu thì thôi rồi luôn á. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trận đấu top 1 luôn rồi đó. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt các anh em. Bye bye.